Yes. Vâng, chung kết của xê đấu thứ 6 rất căng, vẫn đang căng lắm. Vâng, bây giờ thì chúng ta hãy cùng xem sẽ là chạm 4 cho Game TV hay sẽ là chạm 3 cho BB Club. Tất cả là trận thi đấu này. Vâng, chuẩn bị chạy thôi. Yes. Egypt của xe. Dễ đánh nhưng còn phải xem bài nha. Cứ bình tĩnh. Egypt của chim sẻ, bên kia là Maxe và Katarian, bên này là một Egypt thấy quả. Chip boy cầm ia. Thật bị nó công luôn cả ca đấy chị boy ạ. Thật bị nói nhá, nó công luôn cả ca đấy. Và cùng xem bài Yamato này có khung không. Chung kết của xê đấu thứ 6. Nếu bài này khung, nhiều năng sẽ đánh cung à. Mà thích cái đánh y thủ luôn. Hai hiệu. Bầy này sẽ cố gắng đưa về. Bầy kia tính sau. Một BB ở khe rừng là kín thì phải. Thêm bầy hiệu nữa. Bài ba hiệu dành cho IA. Rồi, trận chung kết này nó mang quá nhiều ý nghĩa đi. Nó sẽ mang lại chiến thắng cho Game TV, hoặc nó sẽ mở ra một cái cơ hội. Rồi, nó sẽ mang lại một cái cơ hội dành cho BB Club. Okay. Không vấn đề, vẫn cứ có đổi vòi. Bắt đầu cầu vòi nhiều quá xa. Con vòi này mà về được thì thơm. Thông tin báo về màu 4 gần nhà chim sẻ. Màu 4 là người cầm Katarian thì phải. Nếu như tôi không nhầm. Vàng chim bòi ở phía ngoài nha. Đây là bãi quả phụ dành cho chim bòi. Chim bòi thì đánh bài 20 mấy dân đây. 25 dân cho đỡ bị lộ. Mà lực thì vẫn cứ thế thôi. 5 hay 6. 4 là Katarian này và Kami. Vâng, như vậy là 4 là Katarian. Thông tin báo về Katha chết 1 dân. Cẩn thận con voi này. Nam tay chim bòi vẫn đang rất mượt. Chim bòi vẫn đang cầu vòi rất hay. Kích đòi 7 phút 57.
Solomos. Donna E. Solomos. Donna E. Solomos. Rogan. Glory. Vâng, bãi đá này mà là bãi vàng thì sẽ ăn nhiều vàng tí sẻ nhá. Cho 5 dân ăn vàng từ đầu đi, chơi phù mới là bơm đồ. Ok mày. Chỗ này Chiboy solo với cả Maxe đấy. Vâng, Chiboy đang muốn BBBM cùng một chỗ luôn đi em. Chuẩn luôn BBM cùng một chỗ. BM, còn đây là BA. Vâng, chỉ có chim sẻ và Chiboy lên đời. Kích đời 10-22. Sát mép trên 12 giờ xuống, vẫn còn một e. Tính sau. Anh dặn rồi mà, chim sẻ vén vàng, Chiboy thời điểm đầu đấy. Chiboy nó không nhà trước đã. Tự mất lực. Còn đây là sẻ. Đài đang bị ăn tránh chân lực bởi 14 BB. Ra để chơi vào những con nông dân đang ăn tranh của game thủ BB. Mình xem lựa chọn có là đúng hay không của chim sẻ. Còn đây là Chiboy. Bắt đầu khung nhà. Giò của Max C bắt đầu tới. Ăn có lẽ được một dân. Giò không có cái gì. BA toàn bộ ở phía trong nhà. Người đánh đang khá chắc. Sóc cung A một áo. Kích cung A hai áo và sóc luôn cung A một áo. Nâng cấp cả bánh xe. Bài khỏe. Xem có ca nào dò lại ca đi em. Trước mặt nhà Chiboy luôn này. Như vậy là y. Y thì không sợ lắm, sắp đều cũng an em. Cứ bơm vàng lên đây là sẽ được. Không vấn đề, cứ bơm vàng ra đây là sẽ được. Em làm vàng luôn cả cho thằng ấy đấy, cho thằng sẻ đấy. Mặc đi, em làm vàng luôn cho thằng sẻ, à cho thằng Chiboy rồi sẻ ạ. Chiboy không ăn vàng đâu. Cung A hai áo. Chuẩn bị được lên xong, đã lên xong. Kịp sửa. Cung A hai áo bắn chiêu chiêu. Xem có cả ca không. Thoải mái tuần này. Tham lai 35/96 tới từ game thủ Hello Chiboy. Cơ cấu lại ruộng. Còn đây là màn hình máy của chim sẻ. Tơn phù. Vâng, game thủ BB không biết làm gì khi mà Catarian đối đầu với Egypt. Với Egypt là thủ phù. Đây là Chiboy. Tham lại cho xin trăm vàng ý sẻ. Bơm đi. Tham lại 43 dành cho game thủ Hello Chiboy. Bây giờ thì lấy cái gì để thắng được game TV đây? Vâng, lấy cái gì để thắng được game TV đây? TV đang công cái gì sẻ? Công phù. Nhưng sẻ đã có hỗn mã rồi. Còn đây là nhà của Maxe. Gãy màn hình không?
Chim sẻ vẫn đang cần, thậm chí có ưu thế trước BB. Còn lại đây là màn hình máy của Chip Boy. Bao nhiêu y vào hết đây, chắc có 2 đi em. Tiếp tục bắn nổ nhà BB của đối phương. Giáp 4 trước, chắc chảy. Tham lại 51/88. Có cả, vâng, nhưng nó cũng không mang lại nhiều tác dụng ở thời điểm này. Tham lại 53. Y kẹp cả. Cả đang cầu nhưng bị quýt rồi. Chiến thắng dành cho Team Game TV trong ngày hôm nay ít nhất là 4-2 rồi. Vâng, chạm 4 dành cho Game TV. Và chúng ta sẽ đến với trận thi đấu tiếp theo ở CLO thứ 7 ngay sau đây.